Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện tử Hằng Nguyễn, địa chỉ tại Chợ Sát Hải Phòng. Tiếp tục một clip của buổi chiều ngày hôm nay nữa thì em vẫn lên sóng giới thiệu đến các bác một cặp loa khủng long đến từ đất nước Nhật Bản, đó là đôi Soli G7. Đẹp xuất sắc ạ. Mới cập bến trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng làm clip review luôn đến các bác, để cho các bác nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại 0979 918 996. Bên em nhận giao hàng toàn quốc và không bao ship. Em sẽ nói qua về thông số kỹ thuật, sau đó thì cuối clip thì em sẽ test chất âm để cho các bác nghe thử ạ. Dòng này thùng của nó rất là khủng và nặng gần một tạ một đôi. Đẹp xuất sắc ạ. Thì đôi Soli G7 này được sản xuất vào năm 1976. Được sử dụng 3 loa trên một thân thùng, gồm một bát 38 cm, màng giấy, gân vải tẩm dầu. Đẹp xuất sắc. Hai lỗ thông hơi được thiết kế ở phía trước. Đôi này rất đẹp, còn nguyên cả chân. Một chung giấy và một loa chép đôm, kết hợp hai vi tinh chỉnh để chỉnh cho loa chung và loa chép. Hình thức còn rất đẹp. Con này công suất đầu vào là 100W và công suất chịu đựng tối đa là 200W, trở kháng 8 ohm, cho nên rất dễ phối ghép âm ly. Riêng những cái dòng loa 8 ohm thì không kén âm ly ạ. Âm ly chỉ cần âm ly từ 250W trở lên là đánh ok ạ. Chơi đa thể loại nhạc và dòng này nó chịu đựng được bass, cho nên bác nào mà thích chơi nhạc sàn, nhạc mạnh ấy thì chơi cặp loa này đánh rất ok ạ. Với chiều rộng là 51, chiều cao 94 và chiều sâu là 45. Cân nặng là 48kg một chiếc, cả đôi của nó là 96kg. Rất khủng và rất nặng. Thùng màu vân gỗ đẹp xuất sắc, bao đẹp tất cả những các tuyến loa và thùng loa. Đây là phần e căng của nó nhé, e căng zin này. Đây là phía sau thùng loa. Hai cái này là nó để mà khi mà chúng ta bê thì chúng ta cho tay vào đây bê thì nó dễ bê hơn, bởi vì cái khẩu thùng này của nó rất là lớn. Và em cũng công khai giá luôn. Cặp này đẹp như thế này thì vẫn giao cho các bác là 20.500.000 đồng. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì cứ liên hệ đặt hàng với em ạ. Bên em nhận giao hàng toàn quốc và không bao ship. Sau đây thì mời các bác nghe thử chất âm của đôi Soli đấy nhé. Các bác hãy đeo tay phone vào để cảm nhận tiếng bát của nó. Em đang ghép vào một con âm ly 7800, ghép tạm cho các bác ạ. Em hết âm ly rồi.
vừa nghe chất âm của đôi Soli G7 lại. Các bác hãy đeo tai phone và để cảm nhận chất âm nhé. Sau đây thì em sẽ dừng clip tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của điện tử Hoàng Nguyễn, địa chỉ tại Chợ Sắt Hải Phòng. Hôm nay thì mình sẽ test cặp loa Y7 để gửi cho khách. Thì cái dòng này bên nhà mình vẫn còn hàng. Biolo Y7 thì được sử dụng là 3 loa trên một thân thùng, gồm một bát 25cm, màng giấy, cân đã thay, một chung 10 và một loa chép điện. Lỗ thông hơi thì được thiết kế ở phía trước. Đôi này rất đẹp, còn nguyên cả chân. Và cái dòng sản phẩm này thì bên nhà mình vẫn còn hàng nhé. Các bạn nào mà quan tâm thì cứ liên hệ đặt hàng với mình qua số điện thoại 0979918996. Bên nhà mình nhận giao hàng toàn quốc và không bao ship. Hàng bao đẹp xuất sắc. Để mình quay ra đằng sau, phía sau thùng loa. Đây là phía sau của thùng loa. Y7 thì công suất của nó là 150W và trở kháng là 6,3 ohm. Dòng này thì các bạn chỉ cần ghép với những con âm ly 7006 hoặc là 7009, Y7, Y9 thì đều đánh được. Và cũng xin báo giá nhà đôi cặp này, nhà mình đang bán với giá là 11.500.000 đồng nhé. 11.500.000 đồng. Và cặp này bên mình vẫn còn hàng. Bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ đặt hàng. Ngoài ra shop mình còn có cả loa Biolo Y77 nữa. Đây là loa Y77. Hai cái dòng này thì nó chỉ khác nhau cái loa chắc thôi. Đây là chắc của con Y77 này. Giá con này thì 11 triệu đồng nhé. Công suất như nhau, chỉ có một là đời ra trước và đời ra sau thôi. Chất âm thì cũng như nhau luôn các bạn ạ. Đấy, hai dòng nó chỉ khác nhau mỗi cái chắc thôi. Bây giờ sẽ test chất âm để cho các bác mà đặt hàng để nghe nhé.
sau đây thì mình sẽ dừng clip tại đây nhá. Và các bạn mà xem video thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để không bỏ lỡ những video mới nhất hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.